Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đang ráp một chiếc xe AB 160 phân khối phiên bản đặc biệt màu xanh. Cái dòng phiên bản này thì hiện tại là mình Honda nó ra mắt cũng khá là lâu rồi, nhưng mình cũng ít có xe để quay cho các bạn thấy. Thì hôm nay mình ráp một chiếc xe giao cho một anh khách. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi về cái dòng sản phẩm A-Plus 160 ha, phiên bản màu xanh. Đối với phiên bản màu xanh này thì theo mình đánh giá thì nó cũng không khác biệt nhiều so với cái màu xanh của 150. Tuy nhiên thì nó cũng giống như các phiên bản tiêu chuẩn hôm trước mình có chia sẻ. Thì cái phuộc nè, cái phuộc nó khác nè. Và đặc biệt cái bô nhìn khi Honda thiết kế khá là đẹp. Có độ dốc lên ha. Độ dốc lên nhìn nó rất là thể thao. Đây là AB. Cái tem giống như cái tem AB 150 thôi, không có sự khác biệt ha. Và phía trên này cũng có logo AB và đặc biệt là có logo 160 phân khối. Ở phía trước thì có logo Honda, mặt nạ trước thì cũng giống như con 150 thôi, cũng không có gì khác biệt luôn. Hai bên thì có thêm logo 160. Cái ba ga này thì bên mình là phụ kiện rồi ha, mình gắn thêm cho khách. Ở đây là mặt đồng hồ. Cũng không thấy khác biệt so với đời 150 luôn ha. Giống như trang 150 thì nó cũng có các thông số hiển thị cơ bản thôi, đồng hồ, xăng, km, dạy tốc độ. Và đây là những cái nút công tắc thì cũng không có khác biệt so với 150. Điều khác biệt nữa, thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ các bạn là cái yếm chỗ này nó sẽ khác 150 ha. Nó có cái hình chữ X, nhìn nó giống hình chữ X. Và điểm khác biệt mà có thể là đánh giá cao nhất ở cái dòng 160 này là cái động cơ 160 phân khối, công nghệ ESP cộng, khiến cái xe mình êm hơn, nhẹ hơn, rồi tiết kiệm xăng hơn. Và đối với cái dòng 160 thì cũng giống như cái phân phiên bản 150 trước á, thì nó cũng dùng Nissin màu bích tông, nhưng mà thắng ABS, có thắng ABS ha. Đây ạ, ABS. Và thường thì các bạn quan tâm đến về cái giá của sản phẩm này, cái giá hiện tại là bên mình đang để là 65 triệu ha, dành cho phiên bản đặc biệt màu xanh này, một mức giá khá là phù hợp cho anh chị nào mà muốn sở hữu một động cơ 160 phân khối. Ngoài ra thì thể thao, kiểu dáng thể thao nè, rồi có thắng ABS nè. Cái nhãn năng lượng đợt này của 160 á thì rơi vào khoảng 2.3 cho 100 km ha. Dung tích xi lanh của nó là 156.9 sản xuất của Honda Việt Nam mình. Ngoài ra thì hầu như là nó giống, màu sắc nó giống nè, kiểu dáng thì nhìn bên ngoài cũng không có sự khác biệt nhiều so với 150. Nó chỉ có vài điểm đó, ví dụ như là cây bô khác nè, cái ốp hai bên hông này khác nè. Đó, mình nhìn tổng thể như vậy mình sẽ khác được mấy điểm ha. Đây, tổng thể của xe mình, một xe phổ thông, kiểu dáng rất là thể thao, tay ga 160 phân khối. Tổng thể của xe này theo mình đánh giá ha, là nhìn nó sẽ thể thao hơn cái đời 150, và nhìn nó bắt mắt hơn nè. Cái phuộc hai phuộc ha, đèn thì hệ thống đèn led hết nha. Máy thì mình đánh giá là rất là ổn, động cơ ổn, mạnh, bốc. Và đặc biệt cái nữa là cái bô này khi mà mình đi nước hoặc là đi đường nước ngập thì mình an tâm ha, không bị vô nước. Hiện tại thì mình có đầy đủ các phiên bản ha, từ tiêu chuẩn cho tới phiên bản đặc biệt. Thì anh chị nào mà có nhu cầu hay hỏi xe thì có liên hệ với mình qua cái số điện thoại mình đang để trên video ha. Ngoài ra thì anh chị nào mà có nhu cầu mà tìm hiểu các dòng xe khác ha, thì cứ liên hệ với mình sẽ chia sẻ về những cái dòng xe mà anh chị mình muốn ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo ạ.